Xin chào các em đã quay trở lại với chương trình Cùng bạn đọc sách hôm nay. Và sau đây chị xin mời các em đến với câu chuyện ngụ ngôn Kiến và Châu Chấu. Châu chấu yêu mùa hạ, nó thích chơi trốn tìm giữa đám hoa cỏ và khiêu vũ cùng gió trong cánh đồng ngô cao vút. Một ngày nọ, vài con kiến hối hả chạy qua, nom chúng có vẻ mệt dưới thời tiết nắng nóng. Châu chấu gọi, đến đây nghỉ đi kiến ơi, chúng tôi bận lắm, kiến cha nói. Tôi sẽ chơi một bản nhạc, châu chấu nói, và các bạn có thể đứng dưới bóng râm và nhảy múa theo. Chúng tôi quá bận để nhảy múa, kiến mẹ đáp. Châu chấu lấy làm thắc mắc, mùa hè là thời điểm thích hợp để vui chơi mà, nó nghĩ, sao mà kiến lại bận bịu thế nhỉ? Châu chấu quyết định chạy đi tìm hiểu nguyên do. Lũ kiến đang thu thập ngô, chúng vác những hạt ngô nặng trịch trên lưng. Các bạn mang lương thực đi đâu vậy? Châu chấu hỏi. Chúng tôi đem về dự trữ cho mùa đông, kiến cha trả lời. Châu chấu cười. Đừng ngốc thế, mùa đông còn lâu mới đến. Các cậu nên bắt chước tôi đây, hãy tận hưởng thú vui mùa hè đi chứ. Chúng tôi phải dự trữ cho mùa đông, kiến mẹ bảo. Nói rồi chúng vội vã thay lương thực đi luôn. Về đến nhà, kiến chất lương thực thật kín tất cả các ngăn tủ. Chẳng mấy chốc, lá bắt đầu rụng, hoa màu úa tàn. Cánh đồng ngô trơ trụi, chỉ còn lũ quả ghé thăm. Châu chấu lạnh ru lên trên cánh đồng cỏ đầy sương giá. Nó cảm thấy đói cồn cào khi những cơn gió lạnh ập đến. Nó nhảy đến nhà kiến và ngó vào trong. Gia đình kiến đang quây quần bên đống lửa. Chúng đang ăn ngô rang, mùi thức ăn tỏa ra thơm ngào ngạt. Châu chấu nghĩ bụng, kiến đã đúng, lẽ ra ta nên chuẩn bị trước mới phải. Thế mà ta lại chỉ toàn lãng phí thời gian. Các em thân mến, qua câu chuyện này sẽ giúp cho chúng ta có một bài học, đó là làm việc cần có kế hoạch và đừng để lãng phí thời gian.